Cô Hòa hân hoan chào đón hơn 2.000 tân sinh viên đến với ngôi nhà chung Đại học Đại Nam. Các em thân mến, có lẽ được học đại học là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi cuộc đời con người. Nhưng chỉ học kiến thức sách vở thôi thì chưa đủ, vì mọi kiến thức chỉ là màu xám, còn cây đời thì mãi mãi tươi xanh. Các em muốn thành công thì chúng ta rất cần phải có sự trải nghiệm để có kiến thức thực tế cuộc sống. Hãy đừng bó mình trong bốn bức tường với sách vở. Hãy mở rộng mối quan hệ bạn bè. Ở Đại học Đại Nam, các em có cơ hội giao lưu với gần 10.000 các bạn đồng môn, đồng khóa ở 18 khoa, 35 câu lạc bộ và hàng chục các cái hội nhóm cộng đồng. Và đó là những cái mối quan hệ mà sau này có tiền các em cũng không thể mua được. Các em hãy hòa nhập vào các cái hoạt động xã hội để có kỹ năng, có kinh nghiệm cuộc sống. Bởi nếu thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm sống thì rất khó có thể thành công. Và cuối cùng, một điều cực kỳ quan trọng mà cô muốn dặn dò tất cả các em, đó là chúng ta phải có thái độ thật tốt đối với bản thân của mình. Điều mà các bậc cha mẹ lo lắng nhất cho các con của mình đó là sức khỏe và sự an toàn tính mạng trong cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy như thế này. Các em phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ đúng giờ, tránh xa các cái tệ nạn xã hội, giữ gìn ngọc thể của mình để khỏe mạnh, để an toàn, và học hành tử tế chính là báo hiếu, là trả ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Điều cuối cùng cô muốn nhắc các em, tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Đại Nam sẽ tạo sân chơi đầy cảm xúc cho tuổi trẻ đó của các em. Các em hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối hận và hối tiếc. Chúc các em có một hành trình học tập và trải nghiệm đầy cảm xúc và ý nghĩa tại Đại học Đại Nam. Chào mừng tất cả các em sinh viên K15 về với trường Đại học Đại Nam. Nhà trường thì luôn cam kết với các em là sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập, rèn luyện và để đạt được cái mục tiêu là trở thành một con người phát triển toàn diện. Trong cái bối cảnh mà hội nhập quốc tế sâu rộng cũng như là cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc mà các em thành thạo kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp thì ngoài ra các em còn phải có những kỹ năng như công nghệ thông tin, như ngoại ngữ để chúng ta có thể hội nhập quốc tế. Nhà trường sẽ đầu tư thời gian, giáo viên tốt nhất để các em có thể rèn luyện những kỹ năng này. Không những thế, các em còn phải nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức thường xuyên, tự học, tự nghiên cứu để các bạn có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất của xã hội. Trong cái bối cảnh mà chúng ta biết là thời gian học tập ở tại trường chỉ có 4 năm đến 6 năm. Thời gian này là thời gian rất là quan trọng để chúng ta khẳng định cái tương lai sau này của chúng ta, quyết định cái tương lai của các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn không biết tận dụng thời gian và chúng ta thì các bạn sẽ không có được một cái tương lai. Cho nên là thầy mong muốn rằng các bạn tận dụng tối đa từng giây phút trong cái khoảng thời gian này để học tập, rèn luyện và để chúng ta có được một tương lai tốt đẹp nhất. Và cuối cùng thầy chúc tất cả các em vượt qua được khó khăn, vượt qua chính mình để chúng ta có thể thành công và đạt được tất cả những mong ước của bản thân và của gia đình. Xin chào tất cả các em. Hân hoan chào đón các em sinh viên của K15 về với ngôi nhà chung của Đại học Đại Nam. Cô mong các em sinh viên K15 mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm thú vị. Và ngày đến trường hôm nay thì có thêm nhiều kiến thức hơn của ngày hôm qua. Và Đại học Đại Nam cam kết là một địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng với các em vững tin trên con đường mình đã chọn để đi đến thành công. Chúc mừng các em đã vượt qua được một kỳ thi cam go để đến với mái trường Đại học Đại Nam. 4, 5 hay 6 năm tới tại trường Đại học Đại Nam sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đối với các em. Hãy tận hưởng quá trình học tập tại đây nhé. Chúc các em thành công và vững bước. Anh hùng kích chuột tạo giang san, khoa công nghệ thông tin chào tân sinh viên, khoa kế toán khoa tài chính ngân hàng chào tân sinh viên, du lịch Đại Nam ủng hộ trải nghiệm. Người học và làm công tác pháp luật phải có trái tim nóng bỏng, cái đầu lành giá và đôi tay trong sạch. Khoa luật chào tân sinh viên. Học mà chơi, chơi mà học, thương mại điện tử thực hành luyện
làm việc triệt để và có trách nhiệm. Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô chào tân sinh viên. Thay mặt cho những người làm tuyển dụng ở doanh nghiệp, nói chung thì tôi cũng muốn gửi đến các sinh viên đã và đang học tại trường Đại học Đại Nam nói riêng và các trường đại học ở Việt Nam nói chung lời chúc sức khỏe và học tập thật tốt, và quan trọng các bạn là thế hệ tương lai cho đất nước và thể hiện được con người Việt Nam thông minh đến đường nào, và ở đó tình đoàn kết nồng ấm, thương yêu lẫn nhau. Và tôi muốn rằng là các bạn nên nhớ rằng Việt Nam chúng ta đang phát triển rất nhanh đi lên, và các bạn hãy quyết tâm đóng góp sức lực, trí tuệ và sự nhiệt huyết của mình dù các bạn làm việc ở đâu. Tôi thì tôi nghĩ rằng với các bạn thân sinh viên thì cái việc đầu tiên chính là cái việc kiên trì, thứ hai là theo đuổi một cái đam mê của mình, nghĩa là cái ngôn ngữ cũng phải đam mê thì bạn sẽ tiếp cận với nó rất là dễ. Và tôi hy vọng rằng là với tất cả những cái gì mà các bạn học tập cũng như là trải nghiệm tại Đại Nam và sau này là ở tập đoàn LG, và không chỉ là LG mà còn rất nhiều các tổ chức khác của Hàn Quốc, thì các bạn sẽ thấy rằng sự lựa chọn của các bạn, nghị lực, sự phấn đấu và quyết tâm của các bạn sẽ có thành quả thật tốt đẹp. Bởi chỉ 4 năm các bạn học chính là 4 năm để các bạn xây dựng cả một tương lai sự nghiệp còn lại của cuộc đời mình. Do vậy các bạn hãy cố gắng và thực hiện được ước mơ của mình. Chúc tất cả các bạn K15 sẽ trải nghiệm được tất cả những điều mà mình vừa nói. Các bạn hãy luôn luôn nhớ rằng nếu các bạn thật tâm tìm kiếm tri thức và yêu thương ở Đại Nam thì trường học luôn luôn dành tặng tất cả những điều đó cho các bạn. Chúc cho các bạn tân sinh viên K15 luôn tự tin và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại trường Đại học Đại Nam, và mong cho Covid mau qua đi để chúng ta có thể đến trường. Chúc các bạn sinh viên K15 hãy tự tin với quyết định của mình và hãy tận dụng hết tất cả những cái thời gian khi mà mình đang học tập tại đây để có thể tiếp thu được các cái kiến thức, các cái tri thức rất là quý báu của các thầy cô truyền đạt cho mình. Và em cũng chúc cho tất cả các bạn tân sinh viên trường mình hãy tự tin vào chính sự lựa chọn của bản thân và có thể hòa nhập với trường lớp và cũng như là tự tin tham gia các hoạt động của trường. Em có một lời chúc cho chính bản thân em và tất cả các bạn tân sinh viên K15 của trường Đại học Đại Nam, rằng chúng ta hãy cố gắng trao dồi kiến thức và học hỏi trong suốt 4 năm đại học, và để rồi nơi đây là trường Đại học Đại Nam DNU sẽ là nơi thắp sáng và xây dựng hoài bão ước mơ của chính mình và thắp sáng tương lai của chúng ta.